Thời gian gần đây, nhiều người dân luôn nhận được những cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Bọn tội phạm có hẳn danh bạ hàng triệu người dân trên cả nước. Chúng gọi điện thoại giả danh là nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Chúng yêu cầu người dân phải nộp một số tiền lớn, sau đó chiếm đoạt luôn số tiền này. Một kịch bản hoàn hảo từ những đối tượng giả danh ngân hàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm chia thành nhiều nhóm khác nhau. Có nhiệm vụ giả danh ngân hàng để dụ dỗ người dân, người có nhu cầu vay tiền. Điều này đã tác động mạnh vào tâm lý người nghe, khiến họ sợ sệt, lo lắng, buộc phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng. Chiêu thức lừa đảo này tuy không mới, nhưng được dựng trong hoàn cảnh mà các nạn nhân lo ngại mình phạm tội. Nhiều người không đủ minh mẫn để nghĩ rằng mình đã bị lừa. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn gây bức xúc trong nhân dân. Có không ít người dân nhận được tin nhắn giả mạo của các ngân hàng thương mại để dẫn dụ vào đường link với mục đích đánh cắp thông tin, chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng của người dùng. Các ngân hàng đã phát đi những cảnh báo về các hình thức lừa đảo, nhưng vẫn có không ít người dân bị sập bẫy và mất tiền. Nhiều trang web, hội nhóm trên mạng xã hội được các công ty tài chính ứng dụng vay tiền tín dụng đen lập ra để nhằm lôi kéo khách hàng. Qua các hội nhóm này, nhiều đối tượng nắm được thông tin của những người cần vay vốn. Từ đó, chúng xây dựng kịch bản, giả danh nhân viên ngân hàng để nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân để chào mời vay tiền. Nhiều người vì không nắm rõ quy trình vay vốn tại các ngân hàng dẫn đến bị lừa. Cũng có trường hợp đã từng đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền nhưng không được xét duyệt vì có lịch sử tín dụng xấu, không có nơi làm việc, thu nhập ổn định. Khi nhận được điện thoại từ nhân viên ngân hàng giả mạo, họ nhanh chóng đồng ý và rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng là đăng bài viết lên mạng xã hội với nội dung cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, sau đó đề nghị bị hại chuyển tiền làm hồ sơ, bảo hiểm khoản vay. Nắm bắt được thông tin, nhiều người có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, kinh doanh, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Một nạn nhân ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã từng bị một nhóm đối tượng giả danh ngân hàng lừa đảo cho biết. Chị nhận được lời mời kết bạn của một người giới thiệu là nhân viên ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, người này khẳng định có thể giúp chị vay 100 triệu đồng với lãi suất chỉ 4% một năm. Ngoài ra, khi vay tiền, chị còn được tặng một thẻ tín dụng và được miễn phí thường niên. Sau khi gửi ảnh chụp giấy tờ cá nhân và 1 triệu đồng thanh toán một số phí, chị đã nhận được phong bì chuyển phát nhanh có cả hợp đồng vay vốn và thẻ tín dụng. Sau đó, chị đã chuyển thêm 1 triệu đồng phí bảo hiểm khoản vay. Tuy nhiên, sau đó, nạn nhân phát hiện thẻ tín dụng và hợp đồng đều là giả và biết mình bị lừa. Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án để có thể đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất. Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngay lập tức, Chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc. Chỉ huy phòng đã ra nhiệm vụ cho các chiến sĩ xác minh, truy tìm nhanh các đối tượng, kịp thời ngăn chặn nhóm tội phạm để không tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo người dân. Xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi thông tin từ phía công an rất ít ỏi. Không kể ngày đêm, các chiến sĩ phòng an ninh mạng thu thập hàng loạt thông tin dữ liệu quan trọng liên quan. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Chỉ huy phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng. Cùng với đó, việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để tiến hành bắt giữ. Mục tiêu của ban chuyên án đặt ra là phải đảm bảo yếu tố bí mật, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng và phương tiện, cùng lúc bao vây nơi bọn tội phạm lưu trú. Kế hoạch đặt ra là phải bắt quả tang toàn bộ nhóm đối tượng, thu giữ toàn bộ phương tiện, chứng cứ, không để đối tượng tẩu thoát. Vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 8, 9 mũi công tác của ban chuyên án với hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bắc Giang, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,
phòng cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ SIM điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh, sinh năm 2002 ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như Trần Văn Sĩ, sinh năm 2002, Trần Long Vũ, sinh năm 2002, Trần Văn Đạt, sinh năm 1998, Nguyễn Bá Tuấn, sinh năm 2004. Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn, ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo, rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook, tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng cho việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Nhiều trường hợp bị hại chuyển nhiều lần lên tới 200 triệu đồng. Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc. Điều đáng nói trong vụ án này là các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi còn rất trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án. Các đối tượng thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin, gửi email thông qua các cuộc gọi VoIP, sử dụng số điện thoại ảo, sim giác, email giả nhằm che giấu danh tính, dấu vết phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi điều tra xác minh. Thời gian qua, tình trạng trộm cắp, thu thập, mua bán thông tin cá nhân diễn ra ngày một nhiều, trong khi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bằng những thông tin cá nhân thu thập được, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện, nhắn tin, gửi email, thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án đang bị điều tra khởi tố, mời chào vay vốn hoặc cảnh báo khách hàng về tình trạng tài khoản ngân hàng bị đăng nhập trái phép. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng lập ra nhằm chiếm đoạt. Một số khác thì yêu cầu nạn nhân truy cập website giả mạo ngân hàng, đăng nhập vào tài khoản, thu thập các thông tin bảo mật như số tài khoản, mật khẩu, mã OTP để thực hiện các lệnh chuyển và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản. Bà con hết sức lưu ý, các ngân hàng chỉ giải ngân khi khách hàng có hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật và theo quy định riêng của từng ngân hàng. Hình thức vay có tài sản bảo đảm hoặc tín chấp, không có hình thức cho vay trực tuyến mà chỉ có thể gửi yêu cầu vay vốn trực tuyến rồi sẽ có nhân viên liên hệ trực tiếp để tư vấn thủ tục. Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại, email hay tin nhắn, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp. Chủ tài khoản cần chủ động liên lạc với ngân hàng qua đường dây nóng được công bố chính thức hoặc đến trực tiếp trụ sở của ngân hàng để giao dịch, làm rõ thông tin. Khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để điều tra, xác minh xử lý.